Đấy, thầy tốt wifi đấy thầy. Chốt cái cột này đúng 10 phút luôn. Đây. Ai bảo cắt dây vào đường, cắt đi tết đường đấy. Tết còn ngắn nữa. Cho đúng 10 phút để không phải xuống thang. Vác đi. Vác đi anh, đi xe máy. Mày cứ để xe máy đấy. Đấy mẹ con chìa khóa. Kìa chìa khóa đeo ai lấy xe mẹ mày. Đeo tí tưởng được cái thời gian đài này. Thế đưa đưa thang đây. Mẹ mốt là mẹ đéo có con cặc nhưng mà làm nó. Chán cái ông thầy này. Xuống đi lấy xe lên. Mẹ không mất là ăn bùi thôi. Đéo có xe vào đâu. Đây là 514 này. Đây rồi. 514. Là thuê bao này là bao nhiêu, 520 đi. 480 mét. Kéo từ lúc 10 giờ xong hoàn thiện là đến 1 giờ chiều. Gần 1 giờ chiều à. Chào toàn thể mọi người nhá. Hôm nay thầy tốt đi kéo cái một cái thuê bao nó khoảng 400 đến 450 mét. Gần nhưng mà. Gần. Đấy bây giờ là 10 giờ. 10 giờ bắt đầu kéo. Dây 1 thôi nhá, thầy dây đôi nhá. 1 thôi. Bốn trăm mét mọi người nhá, lâu lắm mới đi kéo thuê bao xa như này. Cho nên hôm nay hai thầy trò là cùng phải đi. Thì những cái thuê bao như này thì nó tốn thời gian kéo thôi. Còn mọi cái như kiểu khuyến mại hoặc là lắp thì đều hoàn toàn miễn phí mọi người nhá. Cứ đóng 6 tháng thì được tặng thêm 2 là thành 8. Đóng 12 thì được tặng 4 là thành 16 tháng. Cứ đóng tiền vào là chạy thôi. Nếu đóng 16 thành 18 được. Ờ, đóng 16 thì thành 18 đấy. Nữa đi em ơi, căng vào. Thế thôi. Điền à? Nó nặng em có nhóc được đâu. Cả lại đây. Ép đi này. Đây. Đây người ta gọi là rulo kéo cáp. Đấy, nhưng mà thầy tốt này nghĩ ra cái phương án này. Thì phết đi. Treo cái dây như này hợp lý phết. Bình thường thì phải kiếm một cái đoạn gỗ xuyên qua đây để giữ cái cáp này xong thì kéo. Nhưng thầy tốt là nghĩ ra phương án này hợp lý. Vừa hôm nay lại đánh trong trận sợ vãi đái ra quần rồi. Đánh gì ai bảo anh ngu. Vừa nay mình đánh thầy tốt một cái thấp tử nhất sinh. Tại anh ngu ấy, cho ai tự nhiên đi tạt nước với em. Đi vô tạt nước. Ôi, không em phải buộc chặt đâu. Đi xe không quy chuẩn. Mình xe quy chuẩn Lamborghini tạt nước rồi. Cái cuộn này là cuộn mới mọi người nhá. Tí nữa cho mọi người thấy là nó kéo hết bao nhiêu mét. Cuộn này mới là 1.000 mét. Thầy tốt là thể hiện kỹ năng đáp dây. Tay chiều đập niêu không vỡ ấy. Nhưng mà ném chuẩn lắm. Làm gì đây? Mọi lần cái video chưa kịp xuất bản thì đã có vài thanh niên vào dislike rồi. Chán thật.
video chủ yếu là nghịch mà mấy thanh niên cứ đít like như này, mình hỏng hết cả người. Cái đường cột điện của nhà khách hàng thì là đi chui qua gầm cầu. Đó. Đây là đường Hồ Chí Minh mọi người nhé. Đường Hồ Chí Minh. Và bây giờ sẽ đi theo cái đường dây điện này, chui qua cái gầm cầu ở đây. Em ơi. À ừ. Thầy Tốt đã vừa bị bỏng bô. Bỏng bô xe máy mọi người. Đây này, cái chân đây này. Đây gầm cầu mọi người. Gầm cầu này được đấy. Đi bên dưới. Bên dưới thì ném lên bên kia chứ. Hay đi dưới. Từ từ, mình sang ngó đó. À đây, đi bên dưới này em này. Đi gầm cầu của đường Hồ Chí Minh. Chắc chắn lắm. Chắc dữ. Nhìn tay chiêu của thầy cũng... Chiêu gì? Thế nào chiêu? Được đấy. Cái chiêu. Những cái thuê bao xa như này thì hai người kéo nó sẽ dễ hơn. Một người là nó hơi mất thời gian. Ở đây là cỏ gì ấy nhỉ? Cỏ này hình như mua từ bên Trung Quốc về sao ấy? Cỏ này cỏ sâu hổ ấy mà. Không phải. Chặt sâu hổ anh sờ vào xem nó ngủ. Ngủ gì? Hả? Nhưng mà nó có gai đây này. Gai đấy, chặt sâu hổ à? Không phải, sâu hổ làm gì có gai. Cái thằng này anh mình dở hơi mà nó màu tím tím mộng mơ cái cơ mà. Hay ôm mẹ còn cáp lên đây kéo. Không nặng thôi thôi mẹ. Đây để anh ra đây kéo. Thôi tạm dừng video ở đây đấy mọi người nha, để kéo chỗ ngã ba này đã, kéo chỗ ngã ba cho thầy Tốt kéo. Không ấy nữa đoạn này nó nặng, tí hết bao nhiêu mét thì mới hết bao nhiêu mét mới cho mọi người xem. Đoạn này là cua, nó cũng vuông góc này, nó kéo hơi khó. Đây là cái cột bê tông của nhà khách này. Bây giờ sẽ chui qua cái vườn mía ở đây. Đó. Hơi khoai. Bản chất ở nông thôn thì nó rất là nhiều những cái cột như này. Nếu mà anh em không kéo thì cũng chả có thuê bao nào mà triển khai cả. Nhưng mà mấy cái cột bê tông chắc chắn như này thì mình kéo được. Nhưng mà đây như kiểu cái cột tre như này thì không kéo được. Nếu mà nó khoảng cách nó gần ấy, nó gần thì mình còn có thể kéo được. Đây mà. Đấy, giờ phải đi bộ thôi. Tổng công ty cấp cho thì toàn cấp dây thôi. Dép thì toàn phải mua ngoài. Ở nông thôn này thì đường đất như này thì chả bao giờ đi được dày rồi.
Đấy, bây giờ sẽ kéo hướng này, một khoảng này, hai khoảng, ba. Đây, chúng ta sẽ đo từ đây. Đến đây. Băng xong đây. 200 mét nữa mọi người nhé. Bây giờ dồn dây ở đây đã. 963. Dồn dây để tí nữa chốt sang cái cột góc bên này. Chấm mẹ nữa. Tạm 39, 39 mét nữa. Tí anh em chốt ở đây này, không chốt cột bên kia để kéo cho tiện. Cầm thang với đồ ra đi. Đây mọi người nha, đây là thầy Tốt này. Vừa nãy cứ thấy ngồi ở đường, không biết để làm cái gì. Hóa ra ông ngồi, ông con kéo. Cứ mình kéo đến đâu thì ông con kéo đến đấy. Ông thầy này được việc phết đấy. Chết dở.
Bình thường như kiểu này thì một người đã kéo rồi đấy, một người phải sang đường luôn. Cứ ngồi ở đấy này để kéo. Người ta gọi là gây ảnh hưởng đến đến cái đường. Đấy, nãy giờ mà kéo có phải chốt ở đây xong rồi không? Thầy tính toán này tính toán chậm vãi đây. Tính toán cao. Nếu cao đi xếp phải tính cao. Cẩn mấy thận đấy nha. Ở trên đấy mẹ nhiều dây điện lắm. Mấy cái là gần xếp mà. Hôm nay mà cho mỗi thầy đi thì thầy chắc cũng làm xong cái này thầy nghỉ nghỉ cả chiều. Thầy này hay chơi trò đấy lắm. Kéo tròn 1 tiếng rồi mọi người nhá. Vừa kéo rơi vào tầm gần 500m. Là chưa đến nhà đúng không? Chưa đến nhà mà đã gần 500m rồi đấy mọi người. Khá là xa. Kéo nó mất 1 tiếng rồi. Cơ bản cái đoạn này nó cũng kéo nó hơi khó. Nó có một đoạn băng đường phải dồn cáp. Một cái đoạn ở chỗ cống nữa. Chỗ cầu, cầu trên đường Hồ Chí Minh cũng phải có một người dồn dây ở đấy. Cao lên nữa đi em ơi, thế là thấp đấy. Đừng có buộc như vậy. Mày phải cho lên cao hẳn như kia, không thấy anh ném dây lên rồi à? Mấy nó lại hoảng đấy. Bỏ lên trên đi em ơi. Bỏ lên trên nữa đi, cao nhất luôn đấy. Em đẩy như thế là ô tô đi là quyệt đấy. Đạp lên nữa đi. Rõ ràng là thần trèo mà trèo thấp đấy. Điện cho anh em đéo rồi đó. Biết được. Anh đã ném lên cao nhất như thế thì chú cũng phải buộc cao nhất lên đấy. Anh khôn đấy, đang trèo lên buộc. Thầy tích cơ, à thầy wifi. Ngược sáng nhá. Có bao có mà bát bún có 20. Hôm nay bao cho thầy được một bát bún nên thầy kêu suốt từ sáng đến giờ. Ăn nhặt tẹt. Cứ kêu suốt xuống đây cho 10. Nhiều khi làm quản lý nó cũng khổ. Mình mời được nhân viên lại kêu. À, đuổi đi thì đuổi đéo được, nó đéo đi. Lầy cao lắm. Thầy tốt này lầy. Được cái châu bò húc phết đấy. Mình chưa nghỉ thì cũng chưa dám nghỉ. Hôm qua mấy giờ về đấy? 8 giờ à? Hôm qua 8 giờ về à? Mới quay ra năng. Chào nha thanh niên nha. Cười lên cái nào. Có làm được không? Đấy, thầy tốt wifi đấy. Chốt cái cột này đúng 10 phút luôn. Đây. Ai bảo cắt dây vào đường, cắt đi tết đường đấy. Tết còn ngắn nữa. Cho đúng 10 phút để không phải xuống thang. Vác đi. Vác đi anh đi xe máy. Mày cứ để xe máy đấy. Mẹ con chìa khóa. Kìa chìa khóa đeo ai lấy xe mày. Đeo tí tưởng được cái thời gian đài này. Thế đưa đây, thang đây. Mẹ mốt là mẹ đeo có con cặp nhưng mà làm nó. Chán cái ông thầy này. Không xuống đi lấy xe lên. Mẹ không mốt là ăn buổi thôi. Đeo có xe vào đâu.
Sao đấy thơ ơi? Cái gì? Đưa thằng đây. Cái thằng ông thầy này, mẹ ông thầy này mà chơi thật. Ông thầy chơi như này thì chết em rồi. Ông thầy chơi như này thì hỏng rồi. Giới thiệu mọi người, đây là con Ducati của thầy Tốt. Đấy, đấy. Được đấy. Dạ anh, cái bật lửa. Nhà ông thầy được đấy. À, chốt cột thảo nào mà. Ông thầy này là cứ làm đến tận 2 giờ là nghỉ cả buổi chiều. À, nhân vật của năm rồi. Chết 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 chết. Đây, sang đây. Thầy chốt được đúng một cột 10 phút. Và bây giờ thầy ngậm thuốc. Đây, sang đây. Chỉ cho thầy hiểu. Không xin ai. Sang đây. Lần sau mà học mà làm muốn chốt nhanh nhá. Kéo cho nó căng dây. Kéo cho nó căng hết dây đi. Đây, như này là căng rồi, ướm đến cột này. Giờ mới bện ở đây. Mà là nhanh nhanh lên nó phải tỉ dài nè. Chốt một cái cột mất 10 phút thì cắt ngắn hơn kêu. Cắt ngắn nhưng mà phải quan trọng cái cái đầu. Đầu cái gì mà đầu? Thầy cắt cho nhẹ dài nhá. Thầy mà dạy học sinh thế à? Đùa đâu. Lên thì không biết điểm mà chốt. Đấy, lên như này chốt vào một cái kéo phát là xong. Đấy mọi người nhá. Ông mọi người đừng có theo học theo thầy Tốt này mà chết đấy. Lên lên trên cột này mà ngồi đấy mà kéo thì không có đến mùa quýt. Đấy, bây giờ chốt vào trong này kéo phập một cái là xong. Đấy, 30 giây chốt xong một cái cột. Không cần. Đoạn này biết vì sao không? Bởi vì nó ngắn.
được kiểu này. Bên kia mắc rồi. Ôi ngắn dây rồi. Nhảy lên. Nhảy lên. Khuôn mặt vàng đấy, tỷ lệ vàng phết đấy. Hiểu chưa? Nhớ vào cái đầu ấy. Cái chai giờ đó phải tệ gì họ anh vặn dây như cái này còn mà tệ đuôi. Còn bảo thủ. Người ta nói là còn bảo thủ. Cứ lên đây mà kéo. Cách vặn dây là tệ. Họ cái cho vừa đang hót chứ nó phải kiếp cái gì. Người ta phải biết cầu tiến. Người ta nói chưa nói xong lại cãi. Bỏ cái kim đi. Ngắn dây rồi nhỉ. Ôi, như này là quá cao rồi, thầy ạ. Một vừa kém 15 vừa mới xong á, vừa xong thì vừa mưa, cái bao này cũng khá là may mắn lắp xong thì mưa. Video này đến đây.
kết thúc mọi người nhé. Hẹn mọi người trong video tiếp theo. Anh em nào biết like nữa là chặt chân đi đấy. Thầy tốt này thở không ra hồn nữa này.